Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi trên địa phương Nam Giang phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam những nội dung chính sau sự mở đầu chương trình hôm nay. Sau đây là nội dung chương trình. Huyện ủy Nam Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi tổ chức đại hội điểm xã La Dê, huyện Nam Giang đã chỉ đạo các đảng bộ tổ chức đại hội. Đến ngày 26 tháng 5 năm 2020, toàn huyện có 15 tổ chức cơ sở đảng và 40 chi bộ cơ sở hoàn thành đại hội. Kết quả bầu cử có 55 đảng bộ chi bộ bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu và nhân sự để được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Danh sách bầu cử có số dư theo đúng quy định. Tổng số cấp ủy viên được bầu tại đại hội của 15 đảng bộ là 209 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu 27 đồng chí, nữ 29 đồng chí, dưới 35 tuổi 48 đồng chí. Đối với 40 chi bộ, số chi bộ bầu chi ủy, phó bí thư và bí thư là 12 chi bộ, số chi bộ bầu bí thư và phó bí thư là 9 chi bộ và 19 chi bộ bầu bí thư. Các đồng chí trúng cử cấp ủy đều bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định. Đại hội các đảng bộ chi bộ cơ sở đã bầu 231 đại biểu chính thức dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ra mắt lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và phát động chương trình trồng cây phân tán trong nhân dân. Hiện nay Quảng Nam có 13 phương án chuyển đổi mô hình giao khoán bảo vệ rừng. Theo đó, các ban quản lý rừng các địa phương đã tuyển chọn 628 bảo vệ rừng chuyên trách có sức khỏe và tâm huyết với công tác bảo vệ rừng. Đặc biệt có đến 90% là người địa phương tham gia lực lượng. Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được thành lập sẽ góp phần kiện toàn lực lượng bảo vệ rừng, là đội ngũ hỗ trợ đắc lực để tham gia cùng lực lượng kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra bảo vệ rừng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác về lâm nghiệp thuộc phạm vi diện tích được giao, thực hiện phương án biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, vận động tuyên truyền người dân cùng tham gia bảo vệ rừng. Dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát động chương trình trồng cây phân tán phục vụ gỗ làm nhà tại chỗ và khảo sát tour du lịch kết hợp tuần tra rừng trong lâm phận khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, làm tiền đề cho việc đề xuất xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng để khai thác các tiềm năng về sự đa dạng của tự nhiên, sinh học cùng với bề dày về bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Giang mới đây tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Huyện Nam Giang đã triển khai thực hiện làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ cho người dân, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và chi hỗ trợ cho đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Theo đó, toàn huyện có 13.565 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ. Trong đó có 635 đối tượng chính sách, người có công, 923 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, 10.021 người thuộc hộ nghèo và 1.977 người thuộc hộ nghèo, với tổng kinh phí chi trả 11 tỷ 349 triệu đồng. Huyện đang tiếp tục tiến hành rà soát, lập danh sách và chi trả đối với các nhóm đối tượng còn lại. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Giang đã đánh giá cao việc thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 thời gian qua. Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Giang vừa thăm hỏi và tặng quà cho hộ khó khăn. Tại các xã Đà Bin, Cà Di và thị trấn Thành Mỹ, đoàn từ thiện đã trao 200 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm, dầu phụng, nước mắm, mì chính và tiền mặt, với tổng giá trị quà tặng hơn 100 triệu đồng.
Sự ủng hộ kịp thời của các tổ chức cá nhân đã góp phần tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Và đây cũng là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước với tinh thần chống dịch như chống giặc và thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng cả nước chung tay góp sức vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, thời gian qua, dư luận băn khoăn về việc Quảng Nam đồng ý chủ trương di dời trung tâm hành chính huyện Nam Giang từ thôn Bến Giang, xã Khả Di về thị trấn Thanh Mỹ, cách trụ sở cũ 12 km. Điều đáng nói là trung tâm hành chính tại Bến Giang đưa vào sử dụng hơn 10 năm, thì năm 2014, chính quyền huyện Nam Giang đã đề xuất di dời về nơi cũ là thị trấn Thanh Mỹ. Sau hơn 4 năm triển khai xây dựng, đến thời điểm này, hầu hết các cơ quan hành chính trọng yếu đã chuyển về thị trấn Thanh Mỹ. Vấn đề đặt ra là khi di dời về địa điểm mới, hàng chục trụ sở làm việc cũ sử dụng vào mục đích gì để tránh lãng phí như đã từng xảy ra ở nhiều địa phương. Gần 100 hectare đất tại trung tâm thị trấn Thanh Mỹ đã được quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện Nam Giang. Cả 100 tỷ đồng từ ngân sách đã được đầu tư trong 4 năm qua để huyện này xây dựng các trụ sở và hạ tầng. Như nhiều người dân thị trấn Thanh Mỹ, ông Ngô Ngọc Cảnh rất hài lòng khi trung tâm hành chính huyện dời về ngay thị trấn. Người dân như ông không còn cảnh chạy ngược lên trung tâm cũ 12 km để làm các thủ tục hành chính như trước đây. Trước đây là cái trung tâm nằm ở Bến Giang, nó xa khu dân cư đối với chúng tôi. Mỗi lần mà nó lên mà giải quyết các cái thủ tục giấy tờ, nó có thể là thiếu một vài cái loại hay kia và tiếp tục buổi chiều mới giải quyết được. Nhưng nay về đây nó gần và tiện lợi hơn chúng tôi. Đây là trung tâm hành chính cũ của huyện Nam Giang ở thôn Bích Giang. Mang tiếng là trung tâm hành chính nhưng thung lũng nhỏ cách khu dân cư 12 km. Để tránh lãng phí, huyện Nam Giang đã cải tạo trụ sở cũ của Ủy ban Nhân dân thành trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở liên xã Cả Di Tà Biên. Cải tạo trụ sở của Ủy ban huyện thành trường học cần phải sửa chữa nhiều hạng mục. Nhưng trong bối cảnh thiếu trường học ở miền núi như hiện nay, đây được xem là giải pháp hợp lý. Ở trường cũ là nằm dọc bờ sông và diện tích nó rất là chật hẹp, cơ sở thì xuống cấp hư hỏng hết rồi, nứt nẻ nguy hiểm. Còn về đây thì tất cả các cái cơ sở, cái công trình cũ của huyện nó còn tốt và cải tạo sử dụng lại, cho nên các cái điều kiện đáp ứng cho việc dạy và học thì nó sẽ tốt hơn. Ngoài bố trí trụ sở cũ làm trường học, trụ sở cũ của huyện ủy cũng đã được chuyển giao lại cho Ủy ban Nhân dân xã Cà Di sử dụng. Theo lãnh đạo huyện Nam Giang, huyện sẽ sử dụng hợp lý hệ thống trụ sở cũ sau khi di dời về trung tâm hành chính mới. Sau hơn 4 năm công tác chuyển dời trung tâm hành chính, đến nay cơ bản cũng đã xây dựng các trụ sở của ủy ban, hiệp ủy, mặt trận và một số các ngành liên quan trong hệ thống của huyện, đã góp phần trong việc phát triển kinh tế xã hội của huyện đã rất là đáng kể. Việc di dời trung tâm hành chính huyện ở khu vực xa khu dân cư thường xuyên bị sạt lở về lại thị trấn Thanh Mỹ là phù hợp. Việc di dời trung tâm hành chính huyện Nam Giang là bài học lớn trong việc quy hoạch không chỉ ở Quảng Nam mà còn nhiều ở địa phương khác. Công an huyện Nam Giang vừa công bố quyết định về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh phó công an xã. Đợt này, công an huyện Nam Giang đã điều động 11 đồng chí cán bộ công an chính quy huyện đến đảm nhiệm các chức danh phó công an xã. Cán bộ, chiến sĩ được điều động về công an các xã thị trấn đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác và giải quyết các vụ việc ở cơ sở. Việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương. Các đồng chí công an chính quy sau khi xuống xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững lập trường tư tưởng, yên tâm công tác, khẩn trương rà soát đánh giá lại địa bàn, bắt tay ngay vào công việc, xây dựng các phương án kế hoạch tham mưu kịp thời với cấp ủy chính quyền xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn. Dịp này, công an huyện Nam Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp hàm, nâng lương năm 2020 cho 31 đồng chí cán bộ chiến sĩ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Giang phối hợp với chương trình vùng huyện Nam Giang tổ chức lớp tập huấn mô hình tiết kiệm cho 25 cán bộ nòng cốt thuộc 5 xã nằm trong vùng dự án do Tầm nhìn Thế giới triển khai thực hiện trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung về mô hình tiết kiệm cho sự chuyển hóa
S4T, lợi ích tham gia nhóm S4T, cách tổ chức quản lý và vận hành nhóm, hướng dẫn tổ chức điều hành cuộc họp, ghi chép sổ sách và truyền thông về mô hình tiết kiệm tín dụng S4T. Khóa tập huấn giúp cán bộ nòng cốt cơ sở nắm được các kỹ năng cơ bản nhất về tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tham gia thành lập nhóm tiết kiệm tín dụng, có khả năng tiếp cận, sử dụng tốt nguồn vốn và biết cách quản lý vận hành nhóm một cách có hiệu quả. Thưa quý vị, thổ cẩm là sản phẩm dệt thủ công không thể thiếu trong đời sống của đồng bào người Cơ Tu ở Nam Giang, Quảng Nam. Sản phẩm thổ cẩm nổi tiếng với những hoa văn đẹp, sặc sỡ, mang đậm bản sắc dân tộc, được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Với bàn tay khéo léo của các cô gái Cơ Tu đã tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị phục vụ cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Những ngày này tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Zara, hàng chục phụ nữ người Cơ Tu tham gia hợp tác xã dệt thổ cẩm truyền thống Cơ Tu Zara vẫn say sưa với công việc dệt thổ cẩm. Trong khi các phụ nữ trẻ đang miệt mài với việc dệt sợi, dệt cườm và định vị hạt cườm, bà Zrem Rem năm nay đã 70 tuổi, lại loay hoay với việc căng sợi. Việc căng sợi là công việc đầu tiên trong chuỗi các hoạt động dệt truyền thống của người Cơ Tu, có ý nghĩa rất quan trọng, nên chỉ những người nào sành sỏi với nghề dệt mới có thể làm được. Để có được sản phẩm dệt đẹp thì trước tiên phải chọn được sợi vải có màu đậm bền, các hạt cườm phải đều nhau, không có hạt to hạt nhỏ. Người dệt phải kiên trì tỉ mỉ và cẩn thận. Sản phẩm dệt truyền thống của người Cơ Tu bao gồm khố cho nam, váy, áo, thắt lưng cho nữ, tấm điệu trẻ nhỏ. Từ những sản phẩm dệt truyền thống đó đã tạo nên một phần quan trọng trong văn hóa Cơ Tu, là điểm tạo sự khác biệt giữa người Cơ Tu với các dân tộc khác. Vì vậy, việc gìn giữ bảo tồn nghề dệt truyền thống luôn được người phụ nữ Cơ Tu chú trọng. Được biết, hợp tác xã được thành lập từ năm 2011 với mục đích chính là bảo tồn nghề dệt truyền thống của người Cơ Tu. Sau đó, khi có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về phát triển du lịch cộng đồng, thì hợp tác xã dệt thổ cẩm truyền thống Cơ Tu Zara cũng đã đón tiếp nhiều đoàn khách đến tham quan tìm hiểu về nghề dệt tại đây. Hiện nay là rất là đa dạng sản phẩm, là gần 30 loại sản phẩm, như là ví, túi, rồi ba lô, rồi khăn trải bàn, khăn chuồng, nói chung là các thứ, thì gần 30 loại sản phẩm. Và từ cái sản phẩm này thì bà con sẽ bán ra tại thị trường, ở thị trường như là ở Hà Nội, Đà Nẵng, và bán chủ yếu là tại chỗ cho khách du lịch. Thổ cẩm Zara thì chúng tôi sẽ, trước đây là cái tổ chức FDIR hỗ trợ cho bà con triển khai thực hiện. Về sau này là tổ chức FDIR là kết thúc, và tiếp nay là chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ cho hợp tác xã này. Đặc biệt là chúng tôi sẽ định hướng cho bà con lại là hỗ trợ kể cả ngân sách trồng bông. Thứ nhất là trồng bông để lấy cái nguyên liệu để dệt vải, để làm tăng cái giá trị sản phẩm hàng hóa lên. Nghề dệt của đồng bào Cơ Tu Nam Giang không chỉ tạo ra các sản phẩm thổ cẩm phong phú, đa dạng về chất liệu, màu sắc, hoa văn, mà còn đa dạng độc đáo về kỹ thuật dệt, may, nhuộm màu, hồ sợi. Việc bảo tồn nghề dệt truyền thống các dân tộc cũng đồng nghĩa với việc bảo tồn những giá trị văn hóa độc đáo mà đồng bào dân tộc Cơ Tu tại huyện miền núi Nam Giang còn lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trang địa phương Nam Giang phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.